bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 1 tháng 5, thứ tư tuần năm phục sinh. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái. Và như thế, các con trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Trong Chúa Giêsu, tình gia đình bền vững. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Dân riêng của Thiên Chúa là một vườn nho mà Người đã dùng các tổ phụ, các tiên tri để chăm sóc, tưới tắm bằng chính lời Người, hầu mong vườn nho sinh hoa trái tốt tươi. Tiếc thay, vườn nho chỉ toàn trái sâu xia, đèo đẹp mà chẳng sinh trái ngọt ngào. Còn Thiên Chúa là Đức Giêsu được sai xuống làm người, là cây nho mới được Thiên Chúa trồng ngay trên mặt đất vườn nho cũ để phục hồi sự sống của vườn nho Israel và của cả nhân loại. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy gắn bó với Người như cành nho gắn với thân nho, để sống chính sức sống của Người. Sức sống của Người là lời Người và thánh thể Người, là chấp nhận hy sinh gian khổ vì yêu Người, là bẻ bánh nuôi nhau. Chỉ khi sống sức sống của Chúa Giêsu như thế thì các gia đình mới trổ sinh hoa trái công chính, thiện hảo, bình an, hạnh phúc, cứu độ cho chính mình, cho nhà mình và mọi người. Vợ chồng có kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu để hy sinh vì yêu thì mới mong tình vợ chồng nồng nàn, bền vững. Tình cha mẹ đối với con cái, tình huynh đệ gia đình cũng thế. Ông Từ hay nói linh tinh: vợ chồng nào không yêu mến Chúa Giêsu, không sốt sắng kinh lễ, không nghe và thực hành lời Chúa, không khát khao và siêng năng rước Chúa, thì vợ chồng ấy dễ có nguy cơ gãy gánh, đổ vỡ hơn những đôi khác. Người nào chẳng nhớ tới Chúa, chẳng bận tâm tới Chúa Giêsu thì việc gì cũng thất bại. Mà nếu có thành công ở đời này thì sự thành công ấy cũng chẳng có giá trị gì cho phần rỗi đời đời. Đó là một kinh nghiệm sống đạo của Người đã đi qua. Lạy Chúa Giêsu, xin cho các gia đình luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu để nhờ Người mà tình vợ chồng, tình gia đình nồng nàn bền vững, bình an hạnh phúc đời này, đời sau. Amen. Rất thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con. Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Rất thánh nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, cầu cho chúng con. Chào tháng năm, các gia đình vui mừng dâng tiến những đóa hoa lòng bên mẹ Maria để kính mừng mẹ đầy ân phúc. Thiên Chúa ở cùng mẹ, để kính mừng mẹ đã cưu mang và sinh hạ con Chúa Trời, để kính mừng mẹ đã hiệp công hy lễ cứu chuộc nhân loại, để kính mừng mẹ là nữ vương thiên quốc, là trạng sư của mỗi người, mỗi gia đình, và để khấn xin mẹ nguyện giúp cầu thay cho mỗi người, mỗi nhà được ân sủng Chúa mà vượt qua hành trình đầy phong ba nhưng không bao giờ lạc hướng. Nhờ có mẹ dìu đưa đến miền Thái Hòa là nước trời vĩnh cửu. Hãy subscribe.